Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, Bác Hồ, tên gọi thiêng liêng thiết tha nhất của triệu triệu đồng bào ta dành tặng cho vị lãnh tụ kính yêu, người đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, những năm tháng đen tối nhất trong lịch sử đất nước ta dưới sự cai trị của nhà nước phong kiến, thực dân Pháp đem quân giày xéo Đông Dương khiến nhân dân ta mất tự do, đất nước ta kéo dài gần một thế kỷ đấu tranh giành độc lập. Và trong một ngày tháng năm của những năm tháng ấy, đất nước ta đã có một vị anh hùng được sinh ra, người có công lớn nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới, Hồ Chí Minh. Trong chương trình Hát chèo của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát về người nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2012. Thank you.
Vừa rồi là bài Tháng Năm Nhớ Bác do nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát và tốp nữ trình bày, soạn giả Vũ Đình Khải viết lời theo điệu Sắp Qua Cầu. Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài Tiến Bước Theo Người do Đăng Truyền viết lời theo điệu Tuyết Sương, nghệ sĩ ưu tú Xuân Theo trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là tư tưởng của người soi đường chỉ lối, toàn quân và nhân dân ta đã lần lượt thắng những đế quốc lớn, giải phóng dân tộc, làm nên những chiến thắng vang dội.
Từ cách mạng tháng 8 thành công, cùng với đó giữa quảng trường Ba Đình, mùa thu năm 1945, Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khẳng định chủ quyền của đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đến 9 năm trường kỳ kháng chiến đã làm nên chiến thắng Điện Biên vang dội. Nhưng ngay sau đó, đế quốc Mỹ thế chân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam. Trong cuộc đời người, chưa phút nào Bác được nhìn thấy nước nhà được hoàn toàn độc lập, và đó là niềm mong mỏi lớn nhất của người. Và chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 đã đánh dấu mốc son chói lọi cho dân tộc ta. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối, và chúng con, những người con đất Việt, xin kính dâng mùa hoa đẹp nhất lên người. Em ơi, mầm xanh này lộc đâm mê trôi. Vừa rồi là bài Dâng mùa hoa đẹp nhất lên người theo điệu Quân tử Vô dịch do Hoài Long soạn lời, hai nghệ sĩ Quốc Hùng và Diệu Hằng song ca.
Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình trình bày bài Khúc ca dâng người theo điệu đường trường tiếng đàn do Xuân Dinh soạn lời. Hương thơm thơm thơm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng năm này, cả nước ta long trọng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2012. Từng đoàn người từ Bắc, Trung, Nam hay từ các hải đảo biên giới xa xôi đều thành kính về lăng viếng Bác. Những xúc động dâng trào xen lẫn niềm tự hào khi thấy hình dáng người vẫn còn đây, vẫn vui vẻ cùng các cháu con đất Việt trong cuộc sống hòa bình, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và Bác mãi còn là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Sinh nhật người, trong vòng hoa cùng nén nhang thơm viếng Bác, chúng ta cùng chúc câu Cụ Hồ muôn tuổi. Cụ già thong thả buông cần chúc, Hồ rộng trời in mặt nước hồng, muôn vạn đài sen hương thơm ngát, tuổi già vui thú với non sông. Bài hát chèo Con về viếng Bác do Yên Giang soạn lời theo điệu luyện năm cung qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốp Ca đã kết thúc chương trình hát chèo hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.